Đó, mọi người thấy không? Hai tuần lễ rồi em mới trở lại bên cái hàng xe máy Minh Quyết để cập nhật giá cho bà con. Và trở lại này khác hẳn so với những cái video vừa rồi bà con ơi. Xe cộ về rất là nhiều, đặc biệt là những dòng công tay, em thấy có sự thay đổi rất là nhiều luôn. Và ở đây cũng có những cái chiếc xe mới nữa, như là Sonic Raider là có nha. Chỉ còn một số xe cũ ít ít là thôi. Cũng như là ở bên đây những cái mẫu Taiga SH luôn nè, là bà con mình theo dõi nữa ha. Cũng có sự thay đổi luôn. Thì bà con mình theo dõi video của em tí xíu coi có cái dòng xe nào mà bà con mình đồng ý hay không. Hôm nay cũng tính ra là ngày 8 tây rồi chị bạn, 8 tây rồi, 8 tây tháng 6 rồi. Đó thì cũng còn vỏn vẹn đâu 2 ngày nữa bà con mình hay lãnh lương. Cũng như là 2 ngày nữa là mình sẽ vào trong cái dịp ngày mùng 5 tháng 5 luôn, vào đầu tuần sau, ngày thứ hai đó bà con ha. Thì em trở lại bên Mạnh Quyết để cập nhật giá với bà con, để bà con trong cái dịp này bà con mình tham khảo ha. Địa chỉ bên Mạnh Quyết là 90 Phan Huết, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bà con nha. Xuôi chiều cửa hàng vẫn là quen thuộc, vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều cho bà con biết luôn. Đó là hướng bên phải đi thẳng ra là một cây số thôi, ra hướng của ngã tư Quang Trung. Rẽ phải đi thẳng gì đó thì cái điều là đi về hướng của Gò Vấp hết. Rẽ trái đi về hướng của ra quốc lộ 1 cũng như lên cầu vượt Quang Trung. Còn ở ngay cửa hàng mình ra hướng trái, mình sẽ đi về hướng của khu công nghiệp Tân Bình cũng như ra hướng cầu Tham Lương ha. Còn giờ giờ gặp nhân vật chính rồi cùng báo giá với anh em nha. Dạ anh chủ ơi. Đây, bên trong là bà con thấy nè, sự khác biệt thay đổi là rất là nhiều ha. Mời bà con mình theo dõi cùng với em coi giá như thế nào. Rồi em chào anh. Chào em nhé. Dạ, hai tuần rồi anh em mình mới gặp lại ha. À đúng rồi. Dạ. Em thấy là nay cửa hàng mình cũng có nhiều sự thay đổi anh ha. Bữa nay xe về cũng nhiều em. Em thấy bữa nay là xe côn về rất là nhiều luôn. Dạ đúng rồi. Đặc biệt toàn xe đẹp không ạ. À? Dạ. Xe đẹp, xe lướt không. Rồi. Thì cửa hàng cũng khách hàng đây là cửa hàng ở địa chỉ là số 90 đường Phan Huy X, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cửa hàng ở đây là hỗ trợ khách hàng, vẫn hỗ trợ khách hàng là mua trả góp toàn quốc nha, bao ship tất cả 64 tỉnh thành. Dạ. Ở đây em có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên toàn quốc luôn. Ở đây em có coi như là trao đổi xe. Dạ. Có góp có thẻ tín dụng, góp hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng. Dạ. Trên màn hình của em có hai số điện thoại, khách hàng cần tham mắc về hỗ trợ trả góp hoặc rút hồ sơ sang tên sao cứ alo trực tiếp cho em. Dạ. Còn những khách hàng nào mà ví dụ mình không có thời gian đến cửa hàng coi xe, cái nhà các bạn trên Zalo và em có hai số điện thoại, có Zalo hết. Thì em sẽ chụp hình chi tiết gửi cho mình, còn riêng về máy móc em bao zin. Yeah. Nếu khách hàng em bán cho khách hàng xe máy móc bao zin mà khách hàng mua về mang ra tiệm sửa xe qua mình test lại, nếu máy rớt rồi khách hàng trả xe lại cho em. Yeah. Còn như giao dịch với em khách hàng yên tâm, tiền bạc yên tâm là cái số tài khoản căn cước công dân rồi thì rất kinh doanh, mã số thuế của em tất cả đều được chỉ em đứng tên hết, đều chỉ số nhà 90 luôn mà đều chính chủ là em đứng tên luôn. Yeah. Khách hàng giao dịch với em là yên tâm tuyệt đối nha. Yeah. Nói chung là mấy cái vấn đề mà thủ tục mà mua bán cơ bản ở bên cửa hàng thì hầu như là hả cứ quay mình biết là sẽ nhờ chủ nhắc lại như vậy hết, bà con là theo dõi nhiều và chắc là cũng không có xa lạ rồi đó. Thì vẫn là hỗ trợ trả góp nè, ship xe. Còn những dòng xe mà bà con có nhu cầu ra tên chính chủ rồi này kia thì một cửa hàng sẽ hỗ trợ cả rút hồ sơ sang tên chính chủ hết nhé. Dạ rồi, ok anh, trao đổi mua bán thì đủ hết anh ha. Yeah. Rồi bây giờ em thấy hôm nay là công tay về nhiều, nhưng mà giờ anh muốn cập nhật ở đâu trước đây? Em cứ quay ngoài vô đi. Dạ rồi, vẫn như mọi khi đi mọi người ha. Ừ. Dạ. Rồi anh em mình ra phía bên kia đi anh chị, sẽ có những cái mẫu xe số tầm vừa đến nhỏ tiền. Quay trước cái từ từ mình nâng cấp lên. Xin đón cho anh, con biển số thành phố nằm bên ngoài cùng đó anh. Con xe rút này là bánh căm khách hàng nhá, biển thành phố nhá, máy âm bao zin đầu nguyên zin nguyên nhá. Xe này bán có 9 triệu rưỡi khách hàng nhá. 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500 ngàn. Dạ rồi, mã số là của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bà con nha. Còn đây là chiếc này là biển số 84 khách hàng nhá. 84 Trà Vinh, xe này là chi rút đời mới. Bánh mâm đĩa, xe này em bán 12 triệu rưỡi khách hàng nhé. Dạ, 12 triệu rưỡi bà đúng con rồi. Máy móc là bao zin nguyên khách hàng yên tâm nhé. Bản là RC, bánh mâm thắng đĩa đó bà con, bản cao cấp nhất của dòng xe rút sang cơ luôn đó nha. Đúng rồi, xe rất đẹp nhé. Còn quay trở tiếp này anh. Con quay này biển số 59B2 nhé, 32611. Con này em bán ra 13 triệu khách hàng nhé. Con này FI của xe tử rồi nhé. Dạ rồi. Máy móc là em bao zin khách hàng yên tâm nhé. Cũng là bản bánh mâm thắng đĩa luôn chứ không phải là bánh căm đâu bà con. Đúng nha. Rồi. Bánh mâm thường là nó sẽ mắc hơn bánh căm khi bà con mua xe mới. Con này UX, con này bản đặc biệt khách hàng nhé. Con này biển số 76. Xe này FI full thanh tử em bán 12.800 khách hàng dạ nhé. Dạ rồi. 12.800. 12.800 bánh mâm thắng đĩa nhé. Dạ rồi. Ok. Còn bên đây anh chiếc con này là UX Black, con UX này là biển số 59 nhé. Xe này em bán ra là 10 triệu, bánh mâm thắng đĩa luôn. Dạ. Biển thành phố nhá, có 10 triệu đồng thôi. Rồi, ok anh. Còn đây là một con Sirius biển số 93 Bình Phước. Con Sirius RC này khách hàng xe này em bán ra 12 triệu khách hàng nhé. Dạ rồi, ok. Bánh mâm thằng đĩa, máy móc em bao zin 100% nhé. Thường là máy móc ở bên cửa hàng mình những cái dòng xe số này anh sẽ hỗ trợ máy bảo hành bao lâu anh? Cho máy thường thường thì có thể bảo hành cho khách hàng là 3 tháng, 6 tháng tùy tình trạng xe. Dạ. Nhưng quan trọng nhất là em bán cho khách hàng em bao cho mình máy zin đầu chưa rớt.
Nếu khách hàng nào có thợ quen dẫn theo thì mình dẫn theo test dễ cho cả khách hàng cửa hàng. Có những khách hàng nào ví dụ mình không có thợ quen thì mình cứ mua về tiệm sửa xe nào gần nhà mình, gần nhà mình nhất, mình sửa xe từ xưa đều quen, cứ test lại. Nếu mà thợ nói là máy zin ok, còn nếu máy rớt rồi khách hàng mang xe trả lại cho em nhá. Em bao cho mình là như thế nha. Dạ rồi, ok. Còn đây chiếc Wave Black khách hàng nhá, này bản đặc biệt nhá, màu đen nhá, biển số thành phố, xe này em bán ra 13.800.000. Dạ rồi, cũng là bản bánh mâm thắng đĩa, biển số là 50N1 62543. Chúc em quay sơ các bạn số để bà con coi ha. Rồi, bên đây đi anh. Con này con OEA khách hàng nhá, OEA 110 màu xanh. Dạ. Này xanh ngọc khách hàng nhá, xe này nó bán ra là mượn xe này bán ra là 13 triệu khách hàng nhá. Dạ, 13 triệu. 13 triệu đồng nhá. Máy móc em bao zin nguyên nhá. Dạ. Còn đây là Sirius bánh mâm thắng đĩa biển số thành phố, xe này nó bán ra là 10 triệu đồng khách hàng nhá. Sirius này là FI bà con nha. Đúng rồi, FI phụ tăng tử rồi. Biển số là Thành phố Hồ Chí Minh 591 89586. FI thì nó sẽ là tiết kiệm xăng hơn những dòng xăng cơ. Còn đây là con AB đồ bò khách hàng nhé. Biển số thành phố, loại xe này bán 11.500.000. Con này màu đỏ bạc nhé. Rồi, còn đây là con AB, con này là 2010 FI. Con này là phu thân điện tử khách hàng nhé. Biển số 56 thành phố nhé. Xe này em bán ra 14.500.000. Biển thành phố khách hàng nhé. Máy móc là bao zin nguyên khách hàng yên tâm nhé. Ốc tán full can mới đẹp ha. Rồi vỏ lốp là còn mới ha. Vỏ rất là mới, khách hàng về chỉ đủ xăng chạy thôi nhé. Dạ, xe này sạch sẽ rồi. Đây bà con nha, em quay lại sơ những cái biển số lại cho bà con anh chị mình theo dõi nha. Khách hàng ưng xe nào cứ nhớ biển số chụp hình gửi em nhé. Dạ. Đây anh chị các bạn, thì anh chị nào mà nãy giờ mình xem ở phía trước rồi á, thì bây giờ mình xem lại phía sau ha. Ưng chiếc xe nào bà con cứ chụp màn hình lại gửi về cho cửa hàng để anh chủ có thể tư vấn bà con rõ và chi tiết hơn nữa nha anh chị nha. Rồi. Rồi, giờ anh em mình trở ra phía ngoài đây đi. Quay nha. Qua đây con ẹt màu xanh thì mới về, xong mới về trước thì khách hàng nhé. Dạ. Con này em vừa về xong chưa kịp rửa luôn. Dạ. Khách hàng coi nha, xe mới về nhưng mà xe em về rất là đẹp nhé, không có chảy xước gì hết. Dạ đúng rồi. Đó, khách hàng coi xe vừa về chưa rửa luôn. Dạ. Mới về trước thì luôn. Xe này em đang bán ra là 10, con xe này bán ra là 16.500.000. Dạ. Ẹt 150, máy móc em bao zin nhé. Dạ. Máy móc bao zin. Xe chưa rửa thấy chỉ có 16.500.000 thôi khách hàng nhé. Rồi đây 16.500.000 đây bà con nha. Xe sạch sẽ khách hàng nhé. Máy công tay này mình sẽ hỗ trợ khách hàng bảo hành bao lâu anh? Thường thường bảo hành khách hàng thì bạn có thể bảo cho mình 6 tháng hoặc 1 năm. Dạ tùy theo xe khách hàng nhé. Dạ. Con này các bạn em bảo cho khách hàng 6 tháng nhé. Dạ quan trọng nhất là máy nó phải chất, máy zin nhé, đầu chưa đụng chạm gì. Dạ rồi. Có 16.500.000 đây, ẹt 150 khách hàng dạ nhé. Dạ rồi, ok ạ. Giờ anh em mình vô tới Sonic ha. À đây, Sonic đây khách hàng nhé. Con Sonic này màu vàng em mới về đây. Dạ. Máy móc em bao zin nguyên nhé, xe rất đẹp luôn. Sonic. Con này... xe này em bán ra có 21 triệu khách hàng nhé. Một con Sonic máy móc em bao zin nguyên nhé. Là đầu nồi là còn hết luôn không anh? Đầu nồi còn nguyên hết, em bao cho mình máy móc zin nguyên nhé. Dạ. Có 21 triệu đồng thôi. Hiện trạng như thế nào là anh chủ sẽ bán cho mọi người mình như thế đó, đó đúng anh rồi nha. Con này biển số 69 khách hàng nhé. Em thấy là có vô một két nước lớn nè, đi ống nước Samco kiểu cho anh em này ha. Nói chung là nhìn cũng rất là đẹp. Bản số thì là Cà Mau 69D1 55156. Rồi 21 đúng không anh? Đúng rồi, 21 triệu khách hàng nhé. Dạ rồi. Còn đây là một con Raider, con này em đang rút hồ sơ khách hàng nhé. Dạ. Con này em báo rút hồ sơ trọn gói cho mình luôn là 24.500.000. 24 năm báo rút hồ sơ khách hàng nhé. Dạ. Còn đây là một con Sonic, con này biển số 59F209679. Dạ. Con này em bán ra là 26.500.000. Rồi. Em hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng luôn nhé, toàn dạ quốc luôn nhé. Con này con Raider biển số dạ 60, xe này em bán 21.500.000 khách hàng nhé. Máy điên dùng không anh? Máy móc em bao zin hết, khách hàng yên tâm nhé. Dạ. Còn đây là một con Raider xăng cơ, con này 2014 khách hàng nhé. Con này biển số thành phố, 59 thành phố nhé. Máy móc em bao zin trên em bán 14 triệu. Dạ, 14 triệu một con Raider xăng cơ, máy bao zin nhé. Dạ, bà con anh chị mình theo dõi sơ lại phía sau con xe nha. Nói chung là mấy con này tổng quan nãy giờ quay qua thì từ nước sơn đến giày áo này nọ là em thấy còn rất là đẹp ha. Bà nói con chung là xe rất là khá khách hàng nhé. Ở đây dạ cửa hàng em mà chưa nhập xe đẹp, xe lướt thôi. Dạ. Nói chung là xe còn khá. Đây, đẹp 21 triệu nữa nè. Quay đó, con xe này mới về luôn, con xe con này có Sonic khách hàng nhé. Chung là giá cả nghe thấy cũng hợp lý đối với con Sonic này ha. Rồi, đây là mình quay trên này em. Dạ, nó thắt đi anh. Con này thắt gì đây anh? Đúng rồi, nét rất đẹp khách hàng, con này hàng 3 cục khách hàng nhé. 3 cục 500 đầu anh. Nét này là 125, hàng 3 cục, máy men bao zin đầu chưa rớt nha. Dạ. Con này hồ sơ có sẵn rồi khách hàng nhé, con này hôm nay là thứ 7. Khách hàng mua về thứ 7, ngày mai chủ nhật nghỉ thì thứ 2 mình bấm biển số luôn được nhé. Dạ. Con này rút hồ sơ sẵn rồi, xe này em bao nắp cao chưa mở đầu zin. Ừ. Xe này em bao hồ sơ trọn gói cho mình luôn rồi, 92 triệu khách hàng nhé. 92 triệu. 92 triệu là em bao hết hồ sơ trọn gói mình luôn rồi, hồ sơ có sẵn rồi khách hàng nhé. Dạ. Hồ sơ có sẵn thì đã tên nó rất là nhanh luôn chị. Mẫu này thì thật sự mà chạy thì nó cũng y như cái dòng mới thấy nhập khẩu 100% vậy đó. Nhưng mà nó là hàng Việt Nam ba cục nên là cái giá nó sẽ mềm hơn chút xíu anh chị ha, chứ chắc là máy móc nó cũng tự ý thôi.
Còn bên đây anh? Con đây là con SH Việt Nam khách hàng nhá. Mẫu này là mẫu mới 2022. Dạ. Con này là 150 ABS, biển số 59L317646. Dạ. Con này em bán ra 85 triệu khách hàng nhá. 85 triệu. Khách hàng lưu ý đây, con này là 150 ABS chứ không phải là CBS nhá. Dạ. Bản cao cấp nhất, nói chung cái phiên bản mà 160 với 150 ấy, vậy thực chất là máy móc nó cũng giống như nhau à. Máy hiện tại bây giờ nó là 160 đó. Nhưng mà đây là cái đời thì người ta gọi là 150. Biển 59L317646 nha. Bản cao cấp mắc tiền nhất luôn. Máy móc là em bao zin nguyên, khách hàng yên tâm nhá. Bán 85 triệu. Dạ em hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng được luôn nhá. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn, khách hàng yên tâm nhá. Tùy vào điểm tín dụng của anh chị, nếu mà tín dụng tốt thì những cái mẫu này có thể là góp không đồng cũng là điều đương nhiên anh em. Còn đây là một con SH Việt Nam, con này là 150, con này là lên full nhà áo ý khách hàng nhá. Yeah. Con này em bao nắp trao chưa mở luôn, đầu máy zin nguyên nhá. Con này 150, con này em bán ra là 48 triệu 500 khách hàng nhá. Yeah. SH 150 2015, máy móc em bao zin, bán 48 triệu 500 khách hàng nhá. Rồi, ok anh, 48 triệu 500, 59H1 33144, số cặp cũng tương đối rất là đẹp anh em nha. Máy móc là zin. Còn đây là một con SH này tiếp là 150 luôn, con này là cũng 2021 khách hàng nhá. Con này em đang rút hồ sơ. Đó, đang rút hồ sơ khách hàng nhé. Yeah. Con này là 150, con này đang bán ra là 78 triệu khách hàng nhé. 78 triệu. Đang bao rút hồ sơ cho mình chọn gói luôn là 78 triệu khách hàng nhé. Hồ sơ con này là qua tuần là có rồi. Yeah, rồi. Bao chọn gói mình hồ sơ hết tất cả 78 triệu 150 luôn nhé. Sạch sẽ đẹp, tổng quan thì không cần phải bàn cãi vấn đề nhiều đâu anh em. Hồ sơ thì con này mẫu mới là khách hàng nhé. Yeah. Còn đây tiếp theo một con SH này là cũng là SH Việt Nam luôn. Con này lên full nhà áo ý khách hàng nha. Biển số 59D182390. Con này em bán ra là 48 triệu 500 khách hàng nhá. Con này 150. Yeah. 48 triệu 500, máy móc em bao zin nguyên. Yeah. Rồi ok anh. Còn đây là con này là 125. Con này là còn Việt Nam nguyên zin nguyên khách hàng nhá. Con này chưa lên áo, chưa lên gì hết, còn zin nguyên bản luôn. Con này biển số 59V200687. Con này em bán ra là 39 triệu 500 khách hàng nhá. 395. Và khách hàng này SH có 39 triệu 500 thôi nhá. Dạ. Yeah. Quá lớn tiệm xe vẫn còn riêng giao xe, còn nguyên bản chưa có lên xuống mẫu ý hay gì hết. Đúng rồi, trên nguyên bản luôn mà có 39 triệu 500 khách hàng nhận bằng con AB thôi. Đây anh chị, nhìn qua sơ cái biển số ha, dành cho anh chị nào mà thích những cái mẫu mà riêng nguyên bản á thì cứ liên hệ vào cho cửa hàng. Rồi, anh em mình xuống bên dưới tay côn anh ha. Dạ, xe côn em, xe côn bữa nay xe mới về rất đẹp rất là nhiều luôn. Dạ, đúng rồi. Mà đặc biệt là cái hàng toàn xe lướt thôi. Như con này cái hàng em mới về 2022 luôn. 2023, 2023 chạy có mấy ngàn cây khách hàng nha. Xe này biển số 49L120470. Yeah. Con này màu đỏ nhám khách hàng nha, 155. Con này đi có mấy ngàn cây khách hàng nha, khóa mắt cây luôn. Ốc tán còn sáng đẹp. Đúng rồi, cho bà khóa, khóa thông minh nha, xe mới tinh, xe này không gì chê khách hàng nha. Yeah. Xe này em đang bán ra là 31 triệu 500. 315. Một con ẹt 155 2023 khách hàng nhá. Máy móc em bao con này thì không gì mà bao khách hàng, bao con này bao khách hàng cả năm luôn nhá. Yeah. Đặc biệt khách hàng quan trọng là về, quan trọng nhất là mình thay nhớt định kỳ giúp em mà được. Yeah. Đời thì cao chạy có mấy ngàn cây khách hàng nha, màu đỏ nhám nhá. Bản đặc biệt thì luôn. Thì Lâm Đồng 49. Anh em khách hàng muốn mua mà ra tên rút gốc thì cứ liên hệ với anh chủ ha, anh hỗ trợ cho. Xe ở đây ví dụ còn những khách hàng ví dụ ở tỉnh, hộ khẩu mình ở tỉnh nhưng mình đang sinh sống làm việc ở Sài Gòn. Khách hàng muốn mua một con xe bất cứ biển số ở đâu, nhưng mình muốn sang tên chính chủ mà mình muốn lấy biển số thành phố, em sang tên khách hàng lấy biển số thành phố luôn. Yeah. Cho dù hộ khẩu mình bất cứ tỉnh thành nào nha, nhưng mà mình vẫn sang tên biển số thành phố chính chủ được luôn. Yeah. Còn những khách hàng nào trước đây mua xe của em hoặc không mua xe của em, nếu bây giờ khách hàng nhu cầu mình có nhu cầu muốn sang tên rút hồ sơ chính chủ, liên hệ với em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ sang tên chính chủ giúp mình. Yeah. Nha. Nếu yeah. bất cứ tỉnh thành nào mình cũng sang tên được hết, khách hàng yên tâm nha, miễn sao xe đàng hoàng gặp lại là được. Dạ. Yeah. Rồi, anh em mình qua đến với một cái chiếc Queen X phiên bản đời V2, biển số là 75E136482 Huế nha anh chị ha. Đúng rồi, con Queen X này màu đỏ đen này con này em bán ra là 21 triệu 500 khách hàng nhá. Rồi. Okay. 21 triệu 500. Xe rất đẹp, xe không gì để chê nhá. Máy móc em bao zin hết nhá. Dạ. Yeah. Tổng quan thì liền đẹp lắm em. Có vô mấy cái đèn bên dưới này anh em ạ. Đúng rồi, con này là vô được cặp vô cái đèn phải không? Đèn mắt cứu bên dưới đó. Đúng rồi. Ở bên dưới này hai bóng nha anh em ha. Nhìn cũng tương đối rất đẹp. Và người ta vô sẵn có một cái bộ như thế này luôn anh em, chứ không phải là khoác chế gì hết, nhìn đẹp lắm. Rồi, 21 triệu 500 khách hàng nhá. Còn đây là một con Winner V3, con này cũng Winner luôn, con này biển số 59X409855. Yeah. Con này thì rồi cặp đèn trợ sáng khách hàng nhá. Yeah. Rất đẹp luôn, chiếc xe này đang bán, xe con Winner V3 này đang bán ra là 31 triệu 500 khách hàng nhá. 315. Biển số thành phố màu đỏ đen rất đẹp nhá. Đời xe này 2021-22 khách hàng nhá. Xe thì zin, máy móc em bao zin hết nha. Yeah. Xe đẹp không có gì để mà tả được rồi. Tem zin áo zin đẹp rồi anh chị. Phiên bản đời V3 thắng thường ha. Rồi. 31 triệu 500 khách hàng nhá. 315.
Còn đây là một con Adventure 2020, con này là đèn LED rồi khách hàng nhá. Dạ. Con này em bao chút hồ sơ chọn gói hết cho mình luôn là 28 triệu. Con này là 2020 đèn LED khách hàng nha. Em bao chọn gói hết cho mình có 28 triệu đồng thôi. Chìa khóa em thấy là còn đủ cặp luôn á chị. Ốc tán là full ốc máy đang đi là ốc Salaya luôn nha. Còn một chìa còn chưa xài luôn khách hàng nha. Đúng rồi, còn bọc trong ống nhựa luôn đó. Đúng rồi, còn bọc nguyên luôn. Dạ. Còn đây là một con con Winner X. Con Winner X này biển số 59S321772. Dạ. Xe này nó bán ra là 22 triệu 500 khách hàng nha. Phiên bản này thì lại là có ABS anh chị ha. ABS. Rồi còn một cặp S150 bên kia anh. Đúng rồi, đây là S một cặp 150, con này màu xanh GB khách hàng nhá. Rồi. Con này nó bán ra là 18 triệu rưỡi. Con này thì 17 triệu khách hàng nhá. Con này là 16 biển số 60B745273. Dạ. Con này 17 triệu khách hàng nhá. Con này biển số 59D200693. Dạ. Này 18 triệu 500 khách hàng nhá. Rồi. Máy móc là zin chuẩn luôn khách hàng yên tâm nhá. Anh hỗ trợ cho mình mua trả góp không đồng luôn. Anh chị anh em coi sơ là bảng số phía sau nha. Đúng rồi, khách hàng cần hỗ trợ và tư vấn về trả góp hay là rút hồ sơ sao cứ alo trực tiếp cho em nhé. Ừ. Xe rồi. Là xe đẹp, máy móc là em bao zin nguyên nhé. Rồi, ok anh. Giờ mình lên trên hay mình xuống dưới luôn anh? Mình lên trên quay luôn em. Rồi, một cái chiếc Atacmos nói chung là nhìn rất đẹp anh chị ơi. Con này thì không như xe mới khách hàng nhá, chạy có 700 mấy chục cây, 570 cây thôi. Đây anh chị. Con này là thắng ABS bản cao cấp nhất khách hàng nhá. Đúng rồi. Cái này là 2023 chạy có 570 cây thôi, còn dán keo trong nguyên con khách hàng thấy không? Dán cản nó còn dán keo luôn nhá. Dạ đúng rồi. Thế nên là không có gì để tả xe này rồi. Bây giờ mình để giá bao nhiêu anh? Đúng rồi, con này là nó bán ra là 63 triệu 500 khách hàng nhá. Sau 3 năm. Biển số 59D318291. Dạ, con này xe gọi là siêu lướt này khách hàng nhá. Xe này chả gì để mà tả nữa rồi. Dạ. Khác gì xe mới cả, 63 triệu 500 khách hàng nhá. Dạ rồi, ok anh. Biển 59D318291 nha anh chị. Còn đây là một chiếc Click. Chiếc này là đúng chiếc Click nhập chứ không phải là Vario khách hàng nhá. Yeah. Con này biển số là 59Y325130. Ừ. Xe này đang bán cho là 45 triệu khách hàng nhá. Con này là con Click xe nhập khách hàng nhá. 45 Click triệu. Thái. Click Thái nha. Có đúng. Vô một cái cây phuộc IS bình dầu phía sau nha anh chị ha. Biển đúng số Suzuki 59Y325130. Còn bên kia là một chiếc AB125, bản số Bình Định nha anh chị, 77E1 59416. Con này là 2017 khách hàng nha, màu đỏ đen, xe này em đang bán ra là 22 triệu. Dạ, 22. Xe đẹp, máy móc bao zin nguyên nha. Mấy cái mẫu này nhìn nó đẹp anh chị các bạn, nhìn nó thanh nhã nó đẹp lắm. Còn bên kia là AB150 anh. Con này là 150 ABS, con này biển số 71C4 41551. Con này đang bán ra là 38 triệu 500 khách hàng nha. Rồi. 38 triệu 500, con này màu xanh nhám nha. 150 con này 150 ABS nha. Dạ. Còn đây là con Vario 150 luôn. Con này biển số 59F214169. Xe này em bán ra là 36 triệu khách hàng nha. 36. Con này là màu trắng đen 150 luôn nhá. Rồi ok, máy móc cũng riêng nguyên bản. Máy móc là em bao zin nguyên khách hàng yên tâm nhá. Dạ. Em hỗ trợ thì mình mua trả góp không đồng luôn, bao ship toàn quốc. Có góp có thẻ tín dụng, có quẹt thẻ luôn. Anh chị anh em có xe cần trao đổi thì cứ mạnh dạn mình chạy đến với cửa hàng hai bên nhìn xe nhau. Đúng rồi, ở đây có trao đổi bù trừ. Dạ. Ví dụ khách hàng đang đi xe ít tiền, mình muốn mua một xe nhiều tiền mình mua trả góp không đồng. Khách hàng cứ đếm đổi cho mình cái phần bù vô mình mua trả góp. Còn ví dụ cái phần xe khách hàng nếu mà một là mình muốn trừ tiền đi hoặc là mình muốn lấy tiền về giải quyết công việc cũng được luôn. Dạ. Cửa hàng khách hàng cứ cần thắc mắc như nào hay là hỗ trợ cần gì thì cứ alo trực tiếp cho em. Dạ. Trên màn hình của em có hai số điện thoại đều có Zalo hết nhé. Rồi ok anh. Còn đây là một con Liberty S khách hàng nha. Con này Liberty S thì màu xám bản đặc biệt, biển số 59U146361. Con này bán ra 11 triệu 500. Rồi, còn con Liberty này là bản cao cấp hơn khách hàng nha. Con này là ABS nha, trước sau luôn, thắng ABS trước sau hết. Biển số 59X2 87728. 20 triệu 500 khách hàng nhé. 20 triệu 500. Đúng rồi, 20 triệu 500 nhé. Đây bản số này bà con nghe 59. Đúng rồi, khách hàng cứ coi ưng nào thì cứ nhớ biển số alo trực tiếp cho em. Dạ. Em sẽ cho chụp hình quay video cái chiếc gửi khách hàng nhé. Rồi, anh còn máy khách hàng yên tâm nha. Máy em bao zin nhé. Con nào tình trạng máy móc xem nói rõ cho mình luôn. Rồi. Đây, mà xuống này Vision đi anh. Đúng rồi, con Vision này 2022 khách hàng nhé. Con này là bánh lớn màu nhám nha, màu xanh nhám. Đây là bản đặc biệt màu mắc tiền nhất của Vision cá tính đó anh chị, bản bánh 55 cây đó. Con này là đời mấy vậy anh? Con này 2022 khách hàng nhé. Con này em đang bán ra là 31 triệu 500. 31 năm. Đúng rồi, 2022 bản này bản cá tính nha. Xe này như mới, mọi người thấy không? Nó dựng kế một chiếc thắt ở thắt mốt, hầu như là nó ngang ngửa đến khi mà nó còn cao hơn nữa. Đó nên là các bạn nào chạy mẫu xe này nhìn dáng rất là đẹp nha. Còn bên đây là thắt mốt anh.
Con HMOS này là biển số là 59I162594. Rồi. Màu xanh khách hàng nha, máy móc đang bao nhiêu nguyên nha, xe này đang bán ra là 34.500. 34.500. 34.500 xe đẹp nha. Dạ. Còn rồi, đây là một con AB 150. AB 150, con này thắng ABS luôn khách hàng nha, biển số 61. Con này nó bán ra là 38.500 nha. 385. Máy móc đang bao nhiêu nguyên, con này là 150 ABS. Dạ. Còn rồi, đây là Vario 2021, con này là màu trắng cam khách hàng nha, biển số là 74, 150, khóa mắt cây. Con này nó bán ra là 35 triệu khách hàng nha. Màu cam này là đúng là nhựa cam luôn anh chị nha, nhìn đúng rất là rồi, đẹp chứ không phải là màu đen mình sơn lại thành ra nó sạm sạm xấu đâu. Đây đúng nghĩa nhựa đẹp luôn nha. Rồi, còn đây là một chiếc AB 125 màu đen. Con này là biển AB này là biển số 59X4 khách hàng nha, biển thành phố nha. Trên này nó bán ra là 32 triệu. Dạ, 32 triệu. Khóa mắt cây nha, màu đen nha. Rồi, ok anh, 32 triệu đồng. Còn đây là con Janus, con Janus này biển số 59 nha, biển thành phố nha, con này đang bán ra là 15 triệu 800 ngàn khách hàng nha. 15 triệu 8. Con này là màu đỏ đen, xe rất đẹp, khách hàng máy móc đang bao zin. Dạ. Còn đây là một con AB Thái, xe này là 2010 FI 2010. Con AB này là đúng nhập Thái chứ không phải xe lên khách hàng nha, lưu ý nha. Con này em bao cho mình đầu zin chưa rớt luôn, nắp trao chưa mở luôn. Con này là biển số thành phố 55B8 4239. Con này em bán ra là 28 triệu khách hàng nha. AB Thái 2010, 28 triệu, máy móc bao zin nhé. Rồi mình xuống dưới mình quay cái chiếc Vario 150, cái đó là màu riêng nguyên bản đúng không anh? Con này là màu nguyên bản khách hàng nhé. Con này là 2021 luôn, màu đỏ trắng đỏ luôn. Con này là đời cấp cao 2021, biển số là thành phố 59S337783 khách hàng nhé. Rất đẹp nha, 2021 đời rất là cao nhé. Con này lên cặp phục sau oli luôn nhé, rất đẹp luôn, phục dầu. Xem riêng nấu riêng là nhìn rất là đẹp, rất đẹp khách hàng nhé, khỏi cần bàn cãi. Xe riêng đẹp không chê được khách hàng. Ốc tán này nè, còn sáng đẹp ha, khỏi bàn, vỏ lớp là cũng ốc tán còn trắng tinh khách hàng nhé, là 2021 xe rất đẹp, vỏ còn gai gió luôn. Dạ. Xe này em đang bán ra là 39 triệu khách hàng nhé. 39 triệu. 39 triệu, con này là 150 khách hàng nhé. Dạ. Rất đẹp, màu rất đẹp, xe đẹp, màu đẹp luôn. Rồi. Anh em 39 triệu đồng. Đây, mình trở lên là có chiếc xe tơ 150. Đúng rồi, đây rất là xì nhau, đây ẹt này là 2018 luôn. Dạ, con 28. Này màu trắng khách hàng nhé, xe đẹp nhé. Con này em đang bán ra là 17 triệu 500. 17 năm. 150, máy móc cảm bao zin nhé. Dạ. Full và ốc máy đang được vô ốc kiểu, ốc Salaya nè. Bóng đèn là có vô bóng đèn LED nha. Dây dầu phía sau thắng là dây dầu kiểu biển An Giang 67D1 79453. Rồi, bao nhiêu chứ anh? Còn con này là 17 triệu 500 khách hàng nhé. Dạ, 17 500. 17 triệu 500. Còn đây là con chu trò đèn LED 2019. Yeah. Biển số 62B2 05191 khách hàng, xe này em bán ra là 22 triệu 500. Yeah, con này là 2019 đèn LED khách hàng nhé. Yeah. Con này màu trắng đen 3D, tem 3D rất đẹp nhé. Yeah. 22 triệu 500. Rồi, còn okay, đây là con Winner X, con này biển số 74F137014. Con này em bán ra là 31 triệu 500 khách hàng nhé. Winner X 2021, máy móc em bao zin hết nhé. Yeah. Xe rất đẹp nhé, 21 triệu 500. 21 năm đúng không anh? Đúng rồi, 21 năm. Rồi, 21 triệu 500. Bản này là đời V2, phiên bản thắng thường anh chị đúng nha. Rồi, 21 triệu 500 nha. Có vô một cái cặp chống đổ giống như ốc Salaya vậy anh em. Nhìn nó đẹp lắm, kiểu dạng xin nhôm á, đã ghê á. Còn cái bên là Winx V2, nhưng mà bản này là có ABS, biển số của thành phố Hồ Chí Minh. Cái này bao nhiêu anh? Con này là biển số 59 khách hàng nha. Xe này nó bán ra là 23 triệu khách hàng nha. 23. Con này là 23 triệu khách hàng nha. Màu đen, đen bạc. Dạ. Còn đây là con Winner V1, con này biển số 86B4 370750. Yeah. Con này đang bán ra là con xe Winner V1 này 17 triệu khách hàng nhá. Dạ, 17. Xe rất đẹp, máy móc đang bao zin nhá. Còn đây Edge Hunter 2018, biển số 37F184205. Dạ. Xe này em bán ra là 16 triệu rưỡi khách hàng nhá. Đầu nồi nguyên luôn không ạ? Đầu nồi em bao zin nhá. 16 triệu 500. Rồi. Còn con này 2017 biển số 59C1 khách hàng nhá. Xe này em bán 18 triệu rưỡi. Yeah. Màu vàng đen nhá. Đầu nồi máy móc đang bao zin hết. Con này vô được cặp, vô được khách, người ta đã bọc cái yên rất là cao khách hàng. Dạ, rất là êm luôn. Dáng ngồi này ngồi rất là đã anh chị, ngồi nó im, với lại người ngồi sau là ngồi rất là cao luôn. Đúng rồi, người ngồi sau cao. Bà con thành phố này anh chị ha, nhìn sơ qua giúp em các biển số hết. Bà con anh chị nó ưng chiếc nào? Khách hàng cần nếu mua tiền mặt, khách hàng ưng xe nào cứ alo trực tiếp cho em, sẽ quay video chi tiết gửi cho mình, Zalo cho mình nhá. Dạ. Khách hàng ưng xe rồi thì em sẽ bao ship vào tận nhà cho mình luôn. Dạ. Khách hàng nhận xe coi xe chuẩn, chỉ lúc đó khách hàng nhận xe chuyển tiền cho em. Dạ. Em không lấy tiền trước nên khách hàng yên tâm nhá. Ok anh. Một chiếc ẹt xe tơ, ẹt xuống áo anh chị, nhìn rất đẹp luôn, y như là chiếc ẹt nhỏ vậy đó. Con này là 2013 khách hàng nhá. Con này máy móc là bao zin. Con này số rất là cứng cáp khách hàng nhé. Nói yeah, chung là áo rất là liền lạt luôn, rất là cứng. Con này đang bán ra là 17 triệu rưỡi khách hàng nhé. Yeah, con ẹt 2013, máy em bao zin xuống ẹt nhỏ nhé, rất cứng cáp.
máy riêng luôn mà xuống sẵn format nhỏ mà chỉ có 17.500 thôi. Đúng rồi, 17.500 khách hàng nhé. Dạ rồi. Xe xuống rất là đẹp khách hàng nhé. Kế bên là một cái chiếc Winner X 4V2 phiên bản đường đua HRC. Bản này chắc chắn là phải có ABS rồi anh chị. Đúng rồi, con này là biển số 59G2 77421. Dạ. Con này biển số thành phố khách hàng nhé, thắng ABS máy móc đảm bảo nguyên nguyên nhá. Con dạ. này nó bán ra là 23 triệu đồng. 23 triệu một xe rất là cứng khách hàng nhá, thắng dạ. ABS nhá. Ok bà con nha. À, bên đây là một chiếc AB125 màu đỏ tươi, rất đẹp anh chị các bạn. Đúng rồi, con này là 2018 khóa mắt cây khách hàng nhá. Xe này biển số 62, xe này nó bán ra là 25 triệu khách hàng nhá. Ba thông minh luôn nha. Đúng rồi, 25 triệu. Còn đây là một con Grand của Yamaha, con này biển số 59V2 khách hàng nhá. Xe này nó bán ra 17 triệu đồng khách hàng nhá. Dạ rồi. Một con Grand của Yamaha có 17 triệu đồng thôi. Xe mới giá trị rất là cao, nhưng xe cũ thì giờ chỉ có 17 triệu thôi. Đúng máy rồi. Móc vẫn riêng luôn ha anh. Đúng rồi, máy móc là chính nguyên khách hàng yên tâm nhá. Dạ. Còn đây là AB2018 khóa mắt cây thông minh. Biển số 48H1 nhá. Xe này bán 23 triệu. 23 triệu con đồng. Con này là màu xanh đen nhá. Rồi. Còn đây là con Janus này 2020 khách hàng nha, hồ sơ cầm tay có sẵn rồi, khóa thông minh luôn, màu đen. Con này là hồ sơ có sẵn khách hàng nha, em bán ra là 20 triệu 500. Là em bao rút hồ sơ hết cho mình luôn khách hàng nha. Dạ. Khách hàng có nhu cầu ra tên rút gốc thì anh chủ anh sẽ hỗ trợ cho mọi người mình thoải mái nha. Đúng anh rồi. Chị mình chịu thêm cái chi phí phần đó nữa là thôi. Bên đây là một chiếc BS đi anh. Con này là một con BS khách hàng nha. Con này em đổi cho khách con SH, em bán thu hồi vốn thôi nha. Yeah. Con BS này là em bán ra 17 triệu, xe chính chủ nha, công chứng sang tên nó ủy quyền đều được hết. Yeah. Nha, con này em công chứng đầy đủ chính chủ nha. Con này em mới đổi con SH cho khách nên là em bán thu hồi vốn thôi 17 triệu đồng khách hàng nha. Dạ rồi. Mà em vẫn bao ship cho mình luôn nha. Có 17 triệu đồng ABS của hãng Honda nhập Ý khách hàng nha. Xe này xe nhập Ý chứ không phải xe Trung Quốc nha. Dàn áo tổng quan đều là liền lạc đẹp bóng bẩy rồi. Mọi xe người nói chung là dàn áo được xử lý đẹp với khách hàng nha. Dạ, đúng rồi. Còn chứ là có 17 triệu đồng thôi. AB còn con AB này là khách đã đặt cọc rồi. À dạ. Khách đã đặt cọc rồi, khách em không có báo giá nha. Rồi. Còn con AB này là 2019 khách hàng nha, biển số 59 thành phố nha. Dạ. Con này một 2019 khóa mắt cây màu đen nhám bản đặc biệt. Dạ. Xe này nó bán ra là 27 triệu khách hàng nhá. 27 triệu. 27 triệu nhá. Khóa mắt cây đầy đủ không? Đúng anh? Rồi, khóa mắt cây 2019 khách hàng nhá, màu đen nhám bản đặc biệt. Cái yên có bọc lại nhìn cũng sạch sẽ đẹp rồi, xe rất đẹp khách hàng nhá. Dạ. Có con lít này thì có anh khách ở ngoài Khánh Hòa, anh ấy mua một cặp rồi. Dạ. Anh mua một con anh vào đây anh mua một con lít này với lại một con AB anh chạy về rồi. Dạ. Anh có con mua này anh mua để tặng cho vợ nhưng mà mấy ngày nữa anh mới ship về cho anh ấy. Dạ. Rồi anh cũng coi lít mà người ta vô được đây, người ta cửa hàng người ta mua hai con AB chạy về trước. Anh ở đâu chứ anh? Anh ở Nha Trang Khánh Hòa. Wow, xa lắm nha. Ở Khánh Hòa người ta mua AB chạy về rồi, còn con này thì anh vài ngày nữa ship về cho anh mua về tặng vợ. Dạ. Đó thế nên luôn. Là con này là chờ khách coi như là alo là gửi về. Dạ. Khách đã trả tiền rồi. Bà con thì có thời gian thì mình cũng sắp xếp thời gian mình đến với cửa hàng giống như một vị khách như vậy thì mình được lựa chọn cho nó vừa ý của mình. Còn nếu không thì mình nếu mà tin tưởng ok thì cửa hàng có hỗ trợ là ship về tận nhà cho anh chị hết trơn luôn. Đúng rồi. Dạ. Ở đây thì cửa hàng có hỗ trợ cả bao ship toàn quốc luôn, ship tận nhà khách hàng luôn. Ở đây nếu khách hàng ưng xe nào thì cần chụp nhớ biển số xe đó hoặc chụp hình xe gửi Zalo cho em. Yeah. Em sẽ chụp hình quay video chi tiết xe em gửi cho mình, còn riêng về máy móc em bao riêng cho mình. Yeah. Khách hàng ưng xe rồi em bao ship về tận nhà cho mình luôn, cũng luôn khách hàng nhận xe chuyển tiền cho em. Yeah. Còn khách hàng giao dịch tiền với em, khách hàng yên tâm tuyệt đối như là số tài khoản của em này, giấy phép kinh doanh của em, căn cước công dân của em đều, mã số thuế của em đều, địa chỉ số nhà 90 luôn mà đều là em đứng tên luôn. Yeah. Thì khách hàng giao dịch với em cũng là yên tâm về tiền bạc và sau này giấy tờ hợp pháp hết, yên tâm tuyệt đối. Yeah. Kinh doanh tại nhà mình luôn. Ở đây là em có trao đổi xe, có góp có thẻ tín dụng hỗ trợ khách hàng mua trả góp không đồng luôn, em bao ship toàn quốc 64 tỉnh thành hết. Dạ. Rồi ok bà con ha, những cái thông tin mà bên nhà xe Mạnh Quyết á cũng đã chia sẻ hết cho anh chị mình trên kênh theo dõi rồi. Anh chị mua xe hoặc quan tâm thêm cứ alo về anh chủ theo hai số điện thoại truyền hình để anh tư vấn rõ hơn hoặc sắp xếp thời gian đến với cửa hàng xem chiêu bỉ anh chị nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Ngô Nguyễn cùng với anh chủ bên nhà xe Mạnh Quyết xin chào mọi người nha.